Chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mở hộp chiếc Microsoft Surface Laptop Go, một chiếc máy mới ra của Microsoft. Chiếc máy này thì khái quát như nào nhỉ? Nó là một chiếc máy nhỏ gọn, cơ động thuộc dòng laptop của Microsoft. Không nói dài dòng nữa, mình sẽ mở hộp chiếc máy này anh em nhé. Thì vào năm 2020, chiếc Surface Laptop Go ra thì Microsoft đã trang bị một cái siêu ở đây. Đó, nó có thể giúp anh em có thể rạch ra một cách dễ dàng hơn. Trước ấy thì nó tất cả là bằng ni lông nên nó sẽ rất là khó rạch, anh em phải dùng cái vật sắc để cứa ra, trông nó rất là mất chuyên nghiệp và thiếu thẩm mỹ. Giờ Microsoft đã trang bị một cái siêu này để anh em có thể rạch dễ hơn. Rồi, phiên bản trên tay mình đang có là cấu hình là i5 RAM 4 ổ cứng 64. Chúng ta bắt đầu nhé. Ôi, cảm giác bóc siêu thật là sướng anh em ạ. Ôi, thơm mùi mới. Rồi, chúng ta sẽ từ từ mở hộp ra. Ôi cha, mùi này mới thì không bao giờ hết phê được anh em ạ. Anh em muốn mua chiếc máy này thì đến Đăng Vũ nhá. Bên mình sẽ để cho anh em, chính tay anh em bóc siêu. Ok, lưng lưu thôi, để một cái này máy sang một bên. Ở trong hộp anh em sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một cục sạc để mình cùng anh em xem cục sạc này bao nhiêu watt nhé. Mình nghĩ là nguồn nó cũng cơ bản thôi. Đây, nguồn nó là 39W. Như anh em thấy đây, nguồn 39W. Đó. Còn đâu là dòng Surface Laptop 3 sẽ sử dụng nguồn 65W anh em nhé. Rồi, trong hộp không có gì cả. Mình sẽ bỏ dịch sang một bên. Phiên bản Laptop Go 64GB chỉ có màu trắng bạc thôi anh em nhé, không có màu khác đâu. Màu gold và màu xanh iBlue chỉ có phiên bản cao. Rồi, chúng ta sẽ bóc siêu nó ra. Nhẹ nhàng thôi, một chiếc máy mới mà. Ô, siêu bên trong à? Ô, năm nay khác ghê. Siêu nó cuốn tận đến bên trong. Ô, mở ra phát máy bật luôn này anh em. Xịn sò không? Như MacBook luôn. Khi mình mở chiếc máy này ra thì cảm nhận đầu tiên của nó chính là nó cực kỳ nhẹ anh em ạ, siêu nhẹ luôn. Ở trong thông số ấy, nó nặng chưa đầy 1 cân. Tất cả các vát, các cạnh ấy thì mình có cảm giác là nó vát hơn phiên bản Surface Laptop 3. Ồ, viền hình rất là mỏng này anh em, mỏng hơn Laptop 3 rất là nhiều đấy. Mặc dù máy đang khởi động nhưng mà ok, khởi động xong rồi. Viền mình xác nhận là mỏng hơn dòng Surface Laptop 3. Rất là đẹp, rất là sexy. Một chiếc máy nhỏ gọn, siêu nhỏ gọn này. Phù hợp, rất phù hợp với những anh em mà họ cần di chuyển nhiều hoặc là cần một chiếc máy nhỏ nhẹ, cơ động, năng động để có thể dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên thì mình thấy rằng chiếc Surface Laptop Go này ấy, thì có một số phần nó là bằng nhựa anh em ạ. Vỏ thì làm vẫn bằng làm nhôm nhá anh em nhá, tất cả sẽ vẫn bằng nhôm. Những cái bản lề ở đây nó sẽ đã bằng nhựa chứ không bằng kim loại như ở trên laptop 3. Ở đáy cũng là nhựa anh em ạ, chứ không phải bằng nhôm. Gõ là anh em biết ngay, nhưng mà nó vẫn rất là cao cấp. Đến chiếc Surface Laptop Go ấy, giá rất là rẻ nhưng mà nó vẫn được làm bằng hợp kim magie. Khi anh em nhìn vào, khi anh em sờ vào, nó vẫn toát lên vẻ là tôi là máy Surface, tôi là máy cao cấp. Mặc dù mức giá của nó rất là dễ chịu, Surface Go chỉ có hơn 10 triệu thôi. Còn laptop Go ấy,
phiên bản thấp nhất này ấy, nó rơi khoảng tầm 17 triệu thôi. Ok. Ở trên chiếc máy này thì layout bàn phím mình thấy nó cũng như vậy, vẫn là gõ rất là silent, vẫn là không gây ra tiếng kêu ảnh hưởng đến người xung quanh. Đây mình tháo mic ra gõ cho anh em xem nhé. Đấy, nó rất là silent, kể cả khi mà chúng ta cầm trackpad, anh em nghe được không? Nó rất là im lặng. Nó sẽ giúp cho anh em mà nếu mà làm việc ở văn phòng ấy, nó sẽ không gây khó chịu cho người khác. Rồi, mình sẽ active máy. Ngoài phiên bản màu trắng bạc này ra thì anh em sẽ có hai màu khác, đó chính là màu eye blue và màu vàng gold. Hi there. I'm Cortana and I'm here to help. Oh, active. 2000 years later. Màu trắng bạc mình nghĩ là nó sẽ bám nhiều mồ hôi và dấu vân tay, nhưng mà không phải đâu anh em ạ. Phiên bản này cũng bị cắt bớt so với phiên bản 8128 và 8256, đó chính là không có cảm biến vân tay ở luôn nguồn anh em nhá. Nó chỉ có Windows Hello mà khó khuôn mặt thôi. Nếu anh em nào ấy làm ở mức độ văn phòng cơ bản thì mình nghĩ là phiên bản i5-464 phù hợp với anh em. Còn nếu anh em nào đa nhiệm nhiều mà có thể làm cả Lightroom, Photoshop ấy, thì mình nghĩ là lựa chọn phiên bản 8GB đổ lên là phù hợp hơn cả. 4GB thì chỉ thoải mái cho anh em dùng văn phòng thôi. Ôi, các đường diamond cut của Surface Laptop Go vẫn rất là ngon anh em nhé. Cất rất là tinh xảo luôn. Bản lề này, dù mình nghiêng ở góc nào đi chăng nữa, nó vẫn có thể giữ được. Làm có gì có chiếc máy hơn 15 triệu, 16 triệu là có bản lề kìa. Tốt như thế này, anh em kể tên một máy cho mình biết được không? Bản lề vẫn rất là xuất sắc. Logo Microsoft đặt ở chính giữa, vẫn sáng loáng. Màn hình thì chỉ có hơn 12 inch thôi, nhưng mà được cắt gọn các góc, các cạnh rất là mỏng. Nhiều anh em hỏi là tại sao là cái chỗ cạnh dưới này nó vẫn dày như vậy, thì mình xin trả lời với anh em ấy là anh em để ý bất kỳ cái máy tính nào các anh em sử dụng, anh em làm việc ở nhà ấy, thì lúc nào nó cũng có một cái chân đế để anh em thể kéo lên kéo xuống được, chứ chả có ai kéo cái màn hình xuống tận dưới đáy cả, em hiểu không? Lúc đấy thì mắt anh em sẽ phải nhìn xuống dưới rất là nhiều. Microsoft rất là thông minh, vẫn để một dải đen ở dưới để cho chỗ mắt chúng ta luôn luôn đặt ở vị trí này chứ không phải cúi xuống. Anh em đừng đòi hỏi là máy mỏng bốn cạnh nhé. Điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến làm việc. Phím gõ rất là sướng. Mặc dù mình đánh giá là layout nó hơi bị nhỏ, nhưng mà phím gõ rất ok, vẫn rất sướng, vẫn là ở chế độ silent, không làm ảnh hưởng nhiều đến người xung quanh. Trackpad thì ở trên một chiếc máy 12 inch ấy, thì mình nghĩ trackpad này nó cũng khá là đủ rộng rãi rồi, hỗ trợ đa điểm các thứ nữa. Chiếc Surface Laptop Go này ấy, thì nó phù hợp với cả những người làm văn phòng cơ bản, có thể chỉnh nhẹ nhàng đồ họa Photoshop Lightroom một chút thôi, không nên đa nhiệm nhiều với chiếc máy này. Và phiên bản Surface Laptop Go có 3 bản là i5 RAM 464, i5 RAM 128 và i5 RAM 8256. Tất cả máy đều đủ cấu hình và đủ màu ở Đăng Vũ anh em nhé. Nếu anh em muốn mua chiếc máy này ấy, thì có thể tới bên mình sẽ tư vấn, sẽ hỗ trợ anh em hết mình luôn. Một chiếc máy chỉ có 1 cân thôi, siêu nhỏ gọn, siêu cơ động, mà như anh em nhìn này, nó rất là sang trọng, tranh xả, cái được cài đặt sẵn Windows bản quyền vĩnh viễn. Anh em mua máy bên mình ấy, còn được tặng Office bản quyền này, túi chống sốc, giá màn hình miễn phí, con này không có giá màn hình, sẽ có lót phím chống bụi nữa, chuột không dây. Còn dòng Surface Laptop thì anh em không cần phải giá màn hình đâu. Ok, đây là video đập hộp cơ bản của mình. Video đánh giá chi tiết thì mình sẽ có trong vài ngày tới anh em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em nhớ like, ấn đăng ký kênh nhé. Mình là Long, bye bye.